Và Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Cuốn video số 2 đến với vườn anh Nguyễn Huynh. Trong đợt này thì chúng ta đi sâu vào cái mảng mà tất cả những cây dáng trực văn nhân của anh Nguyễn Huynh. Nói chung là đứng trước một cái tác phẩm xin chào. Linh Sam. Đẹp quá đẹp. Xin chào các bạn nhé. Đấm tấm hoa rồi. Giới thiệu các bạn, đây là một tác phẩm Linh Sam dáng trực văn nhân. Nếu nói để mà để thưởng thức dáng thì màu lá rất xanh, màu lá xanh và khỏe, điểm những cái bông hoa tím tím biếc, quá đẹp quá, quá đẹp, quá đẹp. Dáng trực ông ấy đưa cái tượng vào đây lại quá hợp lý. Đấy. Rồi ngửa vai cổ lên để ngắm ở nào mà cây nó cao thế. Và một cái đặc điểm nhất của một cái tay rơi ở cái vị trí này. Đấy. Khi thoát thân ra tách làm hai, một thì vươn lên và một thì rơi xuống, đổ xuống theo phương thẳng đứng xuống gần đến gốc luôn, mà trên đó thì có những cái nhánh phảng phất những cái bông hoa tím biếc rất đẹp, cái màu lá sẫm khỏe bóng đẹp quá. Nếu mà ngắm tổng thể của một cái bức tranh trên một cái phông đẹp như thế này thì không khác gì dòng bonsai Nhật Bản, bonsai quốc tế. Đây này, đẹp không? Ui trời ơi, đây là tôi lấy xa ra tí nữa. Đây, đây chúng ta cảm nhận này, rất tuyệt vời luôn, quá đẹp. Rồi, chậu này cũng là cái chậu tàu, cũng hợp với cây. Ôi, xin chào các bạn, đây là chậu tàu đấy. Vâng. Đẹp lắm. Có cái nhánh nó xuống tận mặt đất kia này. Cái nhánh vâng. Cái này như kiểu nó thể hiện một cái sức mạnh gọi là luồn cúi. Rồi. Và cái bể lúa quá đẹp nhỉ. Vâng. Lúa gìn. Có 102 cây này, quá đẹp. Nó có cái hay cái là lúa tự nhiên từ dưới thân này, vâng, vệ này, lúa theo cái má này, đúng rồi, đến đây thoát ra một cái để làm cành trực và cành rơi, đúng rồi, xong thân nó lại vòng ra bên kia, đúng rồi, lại lắc trả lại bên này, đúng rồi. Đấy. Đấy. Qua à. Hay ở cái chỗ đấy, đây đây chúng ta nhìn thấy lắc sang bên này. Đấy. Sau đó lại trở lại. Quá đẹp. Quá đẹp. Tài tình nhỉ. Mà tôi thấy cái rêu ở dưới ông làm cũng đã thấy hết ý rồi. Đây này, cái rêu phía bên này này. Nó thế nào lại ra cái rêu này chị? Rêu. Rêu thật hay giả? Rêu thật đấy. À thế á? Vâng, cái này thật. Ôi trời ơi, hay quá nhỉ. Anh kiếm đâu được cái rêu này, nó lại độc đáo thế. Tôi sưu tầm ở bên bạn, ở bên nước ngoài. Ồ, rêu này hay thật ý. Rêu nó lại như là một cái loại cây nó lùn lùn thấp thấp, nó bám vào mặt đất. Cái quá đẹp nhỉ, cái rêu đẹp. Rêu của mình là rêu này. Đây, rêu bên cái mình. Rêu của họ đây rêu này. Rêu đấy, đúng rồi, chuẩn đấy. Mà cái màu nó xanh đẹp thế nhỉ. Vâng. Cái này nó sẽ lan dần, lan dần. Cái vị trí này thì theo anh thì được khoảng độ vanh độ bao nhiêu cái cổ này? Cái này chỗ này là khoảng 21. 21. Ờ. Đấy. Đấy, tức là một gang chưa khép kín. Vâng, chỗ này là 21. Rồi. Còn tổng cây nào anh nhỉ? Tổng cây khoảng 80-85 này. 80-85. Vâng, 85 này. Rồi. Anh ngồi dịch vào, lúc nãy tôi chụp cây không, bây giờ tôi chụp cả ông chủ của một cái tác phẩm Linh Sam. Chụp nhá. Như là cái bonsai quốc tế, đẹp thật đấy. À, con người làm cây xứng tầm. Đẹp. Anh nào có điều kiện giúp về đúng xứng đáng nhỉ. Yeah. Và bây giờ các bác mà đến thăm vườn mà thấy đặt ở trong số cái dãy cây như thế này thì chắc là mát mát luôn. Quá đẹp. Đấy. Quá đẹp. Không nói gì. Khỏi phân tích thì ngoài. Đẹp quá. Mê hồn trận. Ok, nha. Tôi ra di chuyển sang tác phẩm khác đi anh ơi. Vâng, xin cảm ơn các bạn nha. Xin chào nha. Rồi. Vâng, và đây là số điện thoại của anh Nguyễn Huynh này, 0915 426 353, Văn Giang, Hưng Yên. Vâng, tiếp tục cây số 2.
trong cái số lượng cây dáng Trực Văn Nhân của Nguyễn Huynh này. Vâng, xin chào các bạn nhá. Lại đến trang Trực Văn Nhân. Cây Hồng Ngọc Mai. Giới thiệu các bạn đây là cũng lại tác phẩm Hồng Ngọc Mai Trực Văn Nhân. Rồi. Đấy. Phải nói là nhẹ nhàng thanh thoát. Quá đẹp nhỉ. Đây thôi chưa đặt quá đẹp luôn. Đợt này anh làm được thiết kế được nhiều cây dáng Trực Văn Nhân hay đấy. Vâng. Bởi vì là cây này cũng cao không kém được cây Linh Sam nãy đâu. Đúng rồi. Có khi còn cao hơn một chút. Và cây cũng đang chuẩn bị đón hoa. Sau cái đợt bung lộc này nó ra cái là có hoa luôn. Đúng rồi. Mùa mà, mùa mới mai Hồng Ngọc này. Mùa hoa. Gốc đây này. Đấy, gốc to. Này các bạn. Đây các bạn. Và chả làm cái gì. To hơn cái cốc trà. To hơn cốc trà. Rồi. Đấy. Ông này ông đang vỉnh râu ông ngắm. Ông bảo là tay này làm cây đẹp thế. Đang ngắm vào cái cành rơi này. Mãi thế mở cổ. Đẹp. Một thời gian nữa nó chín cái thì tháo kẽm thôi. Vâng, đúng đấy. Nhanh thôi mà. Ngày này năm sau là trên không còn một sợi kẽm nào hết. Quá đẹp. Nhẹ nhàng cái này là hoa. Đặt được cái lan can hành lang để ngồi ngắm bông cá thì thôi rồi. Cái này đang chặt trên cái chậu đường kính khoảng bao nhiêu vậy? Cái chậu này 30. 25, 25. À, 30. 30. À, 30. Vâng. Một người bê nhẹ nhàng. Vâng, cái này một người bê nhẹ nhàng. Rồi. À. Cây này cao tầm bao nhiêu anh ơi? Cao cái này khoảng tầm 83 phân anh ạ. Cao 83 cm. Vâng, 83 phân. Rồi. Còn riêng cái cành này đổ đây thế là 60. Cành rơi xà xuống 60. Rồi, rồi anh chuyển cây khác nhá. Vâng. Cảm ơn nha các bạn nhé. Rồi. Các bạn có nhu cầu thì cứ kết bạn qua số điện thoại trên màn hình. Rồi lấy vào Zalo. Vâng. Chuyện cho vui vẻ. Tôi đăng cái số điện thoại cũng chính là cái số Zalo của anh Nguyễn Huy nhá. Vâng. Rồi, xin chào. Ôi giời, lại tiếp tục đến cây gì đây, cũng dáng cao, tông cao đẹp thế nhỉ. Ôi giời, lại cụ Linh. hàng ngũ chân dài hết đây. À, cụ Linh. Vâng. Đẹp quá. Cụ Linh đây loại ra hoa một lớp hoa rồi, đây này là tuần tờ đấy, cái này là có tức là hết đợt hoa rồi. Vâng. Sao lại ra tiếp mà loại ra đấy. Cụ Linh giả đanh giả đĩa. Đẹp dữ. Đây hoa, đây hoa, đây đúng rồi đây đấy. Đây, cái này chắc là lở, chắc là mai. Hai ông cháu đứng ngắm cây. Giả cái khai thác. Đây một đứa cháu nó chỉ hướng đi đường này, nó bảo ông ơi đi đến nhà ông Nguyễn Huynh, là cụ ơi đi đến nhà ông Nguyễn Huynh là đi hướng ngay. Đấy. Nghe chưa? Cây giả. Kinh điển đẹp, cực kỳ là già luôn. Đây đẹp, cần đẹp, dáng đẹp, cột tít, cũng này là bán nhận nhỉ, cũng là bán nhận. Đặt rễ dưới, đây nó cần gồng ra tận ngoài này, vâng, rễ nó gồng ra đấy, ừ.
xe với ngoài chậu rồi. Đẹp ấy, chơi nó thanh thoát, nhẹ nhàng. Cái này cũng gần một người bê được mà. Và cái này xin giới thiệu các bạn là cái này nó chỉ cao khoảng tầm cũng 80 đấy, nếu tầm cao đường thẳng lên 80 đấy. Rồi. Cái này nghĩ thế, cứ ước ước khoảng 80 tí đấy. Đấy, đứng này như này cũng biết rồi. Rồi, ok. Rồi anh chuyển cây khác nhá. Quay thế là đủ đấy, kỹ rồi. Các hướng. Đẹp. Anh Huynh này có cái nghề làm cây là nhìn nó thanh thoát, nó không mà tay bông nó ngắn, nó rụt rịt chứ không dài lừa mều. Nói chung là được, là nó hợp lý, hàng lối rõ ràng rành mạch. Ừ. Chứ không bề bộn lối nào ra lối đó. Rồi. Đấy, đẹp không? À, chụp ảnh nha. Quách tí nè. Để hướng này à? Được rồi đấy, được rồi, được rồi. Chụp chưa? Rồi, xong rồi. Anh chuyển đi. Vâng, tiếp tục anh Nguyễn Huynh lại đang chỉnh trang và giới thiệu với chúng ta một cây sơn liễu. Vâng, xin chào các bạn nhá. Trong số những cây dáng trực văn nhân rất đẹp đây. Dáng này. Báo cáo mấy anh em là đây là một tác phẩm sơn liễu trực văn nhân. Đẹp quá, cây tử, phụ tử. Vâng. Xin phép các bạn đây là cụ này ngày xưa là vì đi ngày xưa là chống Pháp chống Xiết là thôi thì ở nhà, con cái là cũng muộn mặn rồi thôi làm đứa con nuôi. À tức là không phải con của cụ à? À không, con nuôi đấy. Vâng. Đây. Thôi được rồi. Con nuôi thì con gì giờ hiến pháp luật là vẫn phải chia tài sản. Đúng rồi, biết là nhà pháp luật công nhận là được. Vâng, rồi. Này sang với con nuôi với cụ không trưởng thành đến đâu à? Ừ. Đấy. Và cái bệ cây sơn liễu này kéo lên trên này. Lá be tí nhỉ. Lá be tí. Đẹp và dáng thẳng. Đúng là dáng văn nhân. Đẹp quá. Đấy. Đợt này về vườn anh Nguyễn Huynh để sưu tập thay đổi rất nhiều. Cái lô cây dáng tông cao này, trực văn nhân này cũng anh ấy làm rất là thành công. Đấy. Như vẽ. À, cây này chiều cao chắc phải tầm khoảng bằng cây kia 80 đấy. 60, 70. 65. 65. Và cái mặt này lên là 65. Chậu tàu đẹp. Đó là cái an. An tròn. An. Ba chân đẹp ấy, rất hợp với cây. Hãy quay hết một vòng đây kìa. Vâng. Mà làm nhỉ. Đã lấy chân cây đã lắm. Đấy. Tuyệt vời quá. Đấy. Quá đẹp rồi. Cổ sườn nước thì được làm tay cổ lắm. Nói chung là lâu. Dễ đâu. Để được như thế này là đúng rồi. Sườn liệu nó chậm lớn lắm. Lâu lắm. Nói cây này nhá, nói ở các bạn không cảm nhá. Tôi dự đoán là bởi dòng sườn liệu rất lâu. Kể cả rừng hoặc là khai thác. Theo anh thì cây này giờ khoảng 30 năm. Cây này khoảng tầm 30 năm tuổi được không? Cũng phải 30 năm tuổi. 35 tuổi được thì mới được này. Ừ. Không phải là sớm chiều được bởi vì nó càng đá thì nó càng lâu. Vâng. Ít nhất phải tầm. Ít nhất phải có 30 năm. Đúng thế ạ. Chuyện vô đảo.
với anh. Wow. Thực ra anh mà chế tác được một cây như này hết gần khoảng bao năm rồi? Tôi thì thực ra nói là thông cảm mà xin phép mà anh là cũng cái điều tôi thì cũng mua phôi. Đó thì cũng phải có khi bắt đầu là tôi có cái thời gian tạo dựng lên như. Đúng rồi, từ khi tôi làm cái này nó vào 4 năm rồi. Vâng, đấy, nó phải có khoảng thời gian như thế chứ. Đấy là nói bằng thật. Rồi, ok. Chứ không phải là nhanh đâu. Rồi, anh chuyển cái khác nhé. 4 năm rồi. Nhẹ nhàng, một người bê nhẹ nhàng. Cái này thì đơn giản rồi, nhẹ nhàng rồi. Rồi, anh di chuyển đi. Được. Vâng, tiếp tục đến với một cây cũng là cây linh sam này. Vâng, xin chào các bạn nhé. Giới thiệu các bạn, đây là cây linh sam đang lão mai sinh quý tử. Lão mai sinh quý tử. Vâng, tại sao mà nói cái này? Tức là già rồi còn đẻ được ấy. Đấy, đúng rồi, chuẩn rồi. Chính xác rồi. Thế thì chắc là cụ cụ xài rượu Amacong rồi. Đấy, lão mai sinh quý tử đây. Lão mai sinh quý tử. Đấy, cây tử đây. Đấy, tử đấy. Cây thì rất già, dáng lão mai. Đấy. Mà dưới có cây con thì là chứng tỏ là cụ già rồi, cụ vẫn đẻ được. Đấy. Bí quyết gì thì chắc là ông Nguyễn Huy Nhung biết đấy. Bởi vì nhà ông tôi thấy cũng có cái bình rượu Abacong. Đấy. Bóng cây đẹp ấy, tán rất là hài hòa. Đúng răng lão luôn. Đúng răng lão mài xình cái tuổi đó. Cây già mốc lên tại ngọn luôn. Rồi bây giờ anh quay cho đủ bốn góc ấy. Ngắm cái bóng tổng thể. Vâng. Rồi cứ quay đi, quay từ từ bốn góc ấy. Một cuốn video chủ yếu là những cây dáng trực văn nhân của anh Nguyễn Huy. Rồi. Xong, đã cảm nhận được hết. Rồi, ok. Vâng. Được rồi đấy. Anh di chuyển đi để chúng ta chuyển sang cuốn video tiếp theo. Và Đỗ Sinh xin khép lại cuốn video số 2 chuyên về một số cây dáng trực văn nhân. Bây giờ chúng ta chuyển tiếp sang cuốn số 3. Mời các bạn tiếp tục theo dõi.